rộng hơn trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, phát triển thành phố thông minh và năng lượng bền vững. Với chuyến thăm này, Hà Lan và Việt Nam đã tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa hai bên và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới tăng trưởng bền vững và hòa nhập ở cả hai nước. Quan hệ đối tác song phương mang lại phúc lợi và thịnh vượng cho tất cả mọi người, từ đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu. Để đạt được những mục tiêu chung đó, chúng ta cần tăng cường sự thống nhất, tình đoàn kết và tình bạn giữa hai nước, cũng như giữa nhân dân hai nước. Đây là những giá trị quan trọng của Hà Lan và cũng là giá trị mà chúng tôi tôn vinh trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, Ngày Nhà Vua Hà Lan. Tôi đã nói với các bạn rằng cả đất nước Hà Lan chuyển thành màu cam trong Ngày Nhà Vua chưa? Màu cam là sắc màu của đất nước chúng tôi. Sắc màu da cam tượng trưng cho sự thống nhất, đoàn kết và tình bạn. Chúng tôi muốn kỷ niệm những giá trị đó với Việt Nam, cùng kỷ niệm một ngày quốc khánh, ngày sinh nhật nhà vua hạnh phúc và hài hòa. Là một người Hà Lan, một phụ nữ Hà Lan, tôi tự hào rằng chúng ta có thể cùng nhau kỷ niệm ngày quốc khánh Hà Lan và tôn vinh các giá trị cốt lõi tại Việt Nam, hôm nay và mỗi ngày sau, cho một tương lai bền vững, thịnh vượng và không ai bị bỏ lại phía sau. Kính chào quý vị, các đồng chí và